Vâng, kính thưa quý vị khách hàng cũng như toàn thể anh em đam mê phụ tùng anh em Đông Nam Á 99 Phạm Hữu Chí, phường 15 quận 5, cũng như là phụ tùng hai thì anh em Gia Luân luôn luôn hướng các niềm đam mê cũng từ nhân viên cũng như là nhân sự. Thì Nguyễn Mạnh Tường phụ tùng anh em Đông Nam Á cũng như là phụ tùng anh em Gia Luân và bản thân Khôi đã biết Tường qua những cái giải đua rắc, và lúc đó Tường đang là một vận động viên trẻ cũng như là một kỹ thuật của câu lạc bộ Bình Thái ở Long An. Thì sau một thời gian anh em có tìm hiểu nhau, biết nhau hơn, thì biết được cái mong muốn của Tường, thì Khôi đã đề xuất với lại sếp cũng như là ban giám đốc của phụ tùng anh em Đông Nam Á là để Tường vào một cái môi trường công việc, vừa là công việc vừa là đam mê. Thì công việc của Tường là còn là một nhân viên sale giống như là trong team sale của Khôi, và đồng thời Tường có thể hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như là những cái giải đua rắc, thì Tường có thể tham gia để thỏa mãn cái đam mê của mình. Và mong rằng tập thể anh em Đông Nam Á, phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á sẽ luôn luôn gắn bó để hỗ trợ cho Tường phát triển được cái đam mê cũng như là công việc của mình, và mong rằng em Tường sẽ phát triển được những cái gì gọi là định hướng trong tương lai của mình vững chắc hơn. Tường ơi, hôm nay anh em mình đồng hành tài trợ cho giải đua xe Cao Lãnh á, thì anh có muốn dắt em đi tới những rắc của Đông Nam Á mình ở Cao Lãnh, có gì em tới đó anh sẽ giới thiệu em, và em sẽ vô tiếp cận khách hàng cũng như là em tập với công việc một sale online cũng như là sale về phụ tùng ha. Ok đi. Có dắt Tường cũng là một phần đi đua xe, cũng như là bây giờ Tường đang làm sale bên Đông Nam Á luôn, thì cho Tuấn tham quan rồi có gì Tuấn Tường sẽ chăm sóc còn lại cho em. Mời mấy anh chị. Hôm nay em đại diện cho phụ tùng anh em Đông Nam Á cũng như là nhóm sale, thì có anh và Tường xuống thứ nhất là để cho Tường tập làm quen với lại cái công việc mới là sale, thứ hai là anh với tiền thả anh với Tường cũng chăm sóc Tuấn luôn. Và xin cho anh đại diện cho phụ tùng anh em Đông Nam Á và nhóm sale xin chúc cho Tuấn Nano, thương hiệu Tuấn Nano tại Cao Lãnh Đồng Tháp luôn luôn phát triển, và đặc biệt là phát triển càng ngày càng mạnh hơn nữa, và luôn đồng hành cùng với lại phụ tùng anh em Đông Nam Á. Rồi qua đây cũng trả lời cảm ơn đến quý công ty, đến Khôi, Tường, ekip đã ghé thăm cửa hàng của em. Em mong sự cộng tác giữa Tuấn Nano và công ty Đông Má sẽ ngày càng lâu dài và phát triển, và càng mạnh với những sản phẩm tốt hơn để đem đến cho những khách hàng sản phẩm tốt và giá tốt nhất. Vâng, thưa quý vị, đến Cao Lãnh, quý vị và phụ tùng xe máy hãy ghé đến Tuấn Nano.
đại diện cho Phụ Tùng anh em Đông Nam Á, Phụ Tùng anh em Hai Kỳ Gia Luân. Anh xin cảm ơn Kha cũng như là Factory Workshop của Kha và đã luôn luôn đồng hành cùng Phụ Tùng anh em Đông Nam Á. Anh chúc cho Kha cũng như là gia đình mãi luôn hạnh phúc và làm ăn càng ngày càng phát triển.